chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm qua tiếp tục là một ngày trời nhiều mây âm u tại khu vực Bắc Bộ. Không khí lạnh suy yếu lệch ra phía biển, đẩy nhiều hơi ẩm vào đất liền hơn. Đồng thời do ảnh hưởng kết hợp với dòng siêu gió Tây trên cao, nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, độ ẩm không khí luôn ở mức cao trên 90%. Mưa nhỏ và sương mù bao trùm dày đặc, nhất là vào đêm và sáng. Nhiệt độ duy trì ở ngưỡng thấp với mức nhiệt cao nhất trong ngày không vượt quá ngưỡng 20 độ. Trong khi đó thì ở phần phía Tây, đến trưa và chiều mây mỏng hơn, xuất hiện nắng yếu, nền nhiệt tăng lên một cách đáng kể với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở nhiều nơi đạt ngưỡng là từ 25 cho đến 27 độ. Nhiễu động trong đới gió đông trên cao vẫn hoạt động trên khu vực Trung Bộ, kết hợp với đới gió đông bắc ở tầng thấp kéo nhiều mây gây mưa rào và dông rải rác cho suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Khánh Hòa. Có nơi còn xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, tập trung nhiều vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong khi đó thì ở tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời cũng nhiều mây hơn so với 24 giờ trước, nhưng mưa chỉ xảy ra ở vài nơi với lượng không nhiều. Không khí lạnh đang tiếp tục trong quá trình suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Dòng xiết gió Tây trên cao cũng suy yếu, nên trong khoảng 3 ngày sắp tới sẽ là thời kỳ ít mưa và ấm áp tại khu vực Bắc Bộ. Mưa nhỏ giảm hẳn, ban ngày có nắng và khô ráo, nên rất thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như các hoạt động vui chơi dã ngoại, du lịch ngoài trời trong những ngày cuối tuần của quý vị. Nhiệt độ trong ngày tăng nhanh lên mức từ 25 cho đến 27 độ. Các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ còn lên mức từ 27 đến 29 độ. Tuy nhiên, khi lưu thông vào lúc sáng sớm, quý vị và các bạn cần lưu ý với hiện tượng sương mù sẽ làm giảm tầm nhìn. Trong những ngày tới thì nhiễu động trong đới gió đông trên cao sẽ suy yếu, nên mưa ở khu vực miền Trung sẽ giảm hẳn cả về diện và lượng. Chỉ còn mưa ở một vài nơi, ban ngày trời nắng trở lại và nền nhiệt cũng tăng lên nhanh chóng. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, vào trưa và chiều nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 28 đến 30 độ. Các tỉnh từ khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận còn có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ tối cao tăng lên mức 31 đến 33 độ. Trong những ngày tới, chưa có hình thế nào tác động gây thời tiết xấu, nên tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trời vẫn phổ biến là ít mưa, ban ngày trời nắng. Tuy nhiên, chiều cường tại vùng hạ lưu các sông Nam Bộ vẫn còn đang tiếp tục lên trong những ngày tới và ở mức cao có khả năng sẽ đạt đỉnh trong ngày 15, ngày 16, nên người dân cần đề phòng hiện tượng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp trong thời gian từ 4 đến 7 giờ sáng và từ 16 đến 19 giờ chiều. Sau đây là dự báo cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ từ ngày 15 cho đến ngày 17, mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nền nhiệt tăng, nhiệt độ cao nhất lên đến mức là từ 27 cho đến 29 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ 3 ngày tới, thời tiết trên toàn khu vực về đêm và sáng, trời vẫn còn có nhiều mây, phổ biến là ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì phổ biến trong ngưỡng từ 25 cho đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, từ ngày 15 đến ngày 17, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, phần phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều đạt ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 15 đến ngày 17 thì thời tiết có mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng trở lại, nhiệt độ trưa và chiều phổ biến trong ngưỡng từ 31 cho đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên 3 ngày tới vẫn là thời kỳ ít mưa tại khu vực này. Mưa chỉ xảy ra cục bộ ở vài nơi vào lúc chiều tối và đêm với lượng không đáng kể. Ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều cũng có xu hướng tăng và đạt ngưỡng trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ 3 ngày tới, khu vực này duy trì trạng thái là mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa, nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh miền Đông sẽ tăng lên mức là khoảng 34 độ, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, chiều cường ở mức cao nên cần đề phòng hiện tượng ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Khu vực Biển Đông trong những ngày tới, trên toàn khu vực Biển Đông, thời tiết chuyển sang trạng thái tạnh ráo ít mưa, tầm nhìn xa là thoáng trên 10 km. Ở khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển dần sang hướng Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4. Trong khi đó, thì khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, duy trì là gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao dưới 2 m. Riêng khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, từ ngày 17 thì mây dông có khả năng sẽ xuất hiện trở lại, gây mưa và ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là khoảng 3 ngày sắp tới thì hầu như suốt dọc các khu vực từ Bắc vào Nam sẽ là thời kỳ ít mưa, ngày nắng và nền nhiệt độ tăng. Chỉ riêng khu vực Nam Bộ cần lưu ý đến hiện tượng chiều cường từ 4 đến 7 giờ sáng và từ 16 đến 19 giờ tối có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của người dân trong khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!